lại đến với video của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một quảng cáo thật là xinh xắn và dễ thương nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Để làm được bạn cáo, chúng mình cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau: bìa màu, màu cam.